tan quyến trong lúc sầu đau này, và chúng tôi xin thành kính phân yêu cùng với bà Quảng, ông bà Quảng Tiến và toàn thể tan quyến. Giờ đây trong tâm tình anh em cùng trong hội đồng chức sắc, chúng tôi xin được phúng viếng cố Quảng Doan một đức trướng, và cũng có một số bên Quảng để hiệp lễ cầu nguyện cho cố Quảng Doan. Xin vị đại diện của tăng quyến nhận cho. Giờ đây kính mời quý cô kính chức cùng toàn thể tăng gia hợp dâng những lời kinh kinh hát để cầu xin Thiên Chúa để sớm đưa linh hồn ông cố Quảng Doan về hưởng nhan Thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Giờ đây ban hành giáo xứ và ban điều hành năm giáo họ chúng tôi đến đây trước hết có lời chia buồn cùng với gia đình và tăng quyến, và sau nữa cùng dâng lời kính nguyện xin Chúa Nhân Từ thứ tha ban cho linh hồn ông cố Quảng Doan sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa. Và vì đại diện ban hành giáo vừa điện hương trước linh cử ông cố Quảng Doan, và tiếp theo ông Thánh Trương sẽ đại diện và tiếp theo giáo sứ cũng có phần ngân quản bác ái trao cho gia đình. Xin trân trọng kính mời vị đại diện gia đình ra để ra. Và tiếp theo ông Thánh Trương có đôi lời thân yêu cùng với gia đình và tăng quyến. Kính thưa ông Quốc Quản, và hôm nay ông Quốc Quản được Chúa gọi về với Chúa, chúng tôi đại diện cho cộng đồng giáo xứ đến đây thì vĩnh biệt ông Quốc Quản một lần cuối cùng. Kính thưa ông Quốc Quản, trong thời gian sinh thành của ông Quốc Quản đã tỏ ra một người giáo hiệu ưu tú, một tông đồ nhiệt thành phục vụ và giáo xứ cũng như giáo họ, với những hy sinh đóng góp trong quá thời gian sinh thành của ông cố Quản, chắc có lẽ Thiên Chúa đã đoán được những công ơn mà bố đã đóng góp, và nhất là bố đã là những người tông đồ nhiệt thành phục vụ cho cộng đồng giáo xứ. Chúng tôi rất lấy làm đau buồn khi nghe tin cố được cứu gọi về, nhưng với là đức tin của người cứu chúa cố sẽ trở về quê thật, đó là nước trời. Kính thưa bà Quản, kính thưa ông bà, ông Quản Tiến, kính thưa toàn thể tăng gia, chúng mất đi một người thân thương đã gắn bó trong suốt cuộc sống với trong gia đình. Giáo xứ chúng tôi cũng mất đi một người tín hiệu, một vị tông đồ nhiệt thành. Với những sự mất mát đó, chắc có lẽ là vì cũng rất đau buồn. Giáo xứ chúng tôi cũng rất buồn ngồi thương tiếc. Nhưng với lòng tin của người cứu chuộc, chắc có lẽ ông cố sẽ được về với nước trời. Tôi chỉ được đại diện cho hội đồng giáo xứ và năm ban chấp hành của năm giáo họ thành thực thân yêu chia buồn cùng với lại bà Quản cũng như ông bà Quản và tăng gia cũng như tăng tộc, và nguyện xin Chúa Thiên Chúa giảm bớt những sự đau buồn cho quý chồng gia tộc, bớt đi những sự đau buồn mà mất mát người thân. Và sau đây chúng tôi xin được kính mời đoàn thể tăng gia cũng như tất cả các quý vị hiện diện đến đây cùng hợp nhất với chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa những lời kinh thiên hát để nguyện xin Thiên Chúa ban cho linh hồn ông cố Doan được trống về hưởng nhan Thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin quý bạn hiếu của các anh chị không cảm thấy
thì đây là giáo họ của sở tạng của anh em. Bây giờ kính thưa Giang Gia và Hà Quyến, hôm nay trong giáo họ cũng như chi hội chức sắc của giáo họ Du Sa Cờ Bầu được tin Chúa gọi ông cố quản cho an về với Chúa. Đây cũng là một sự ra đi đau buồn mất mát cho gia đình, cho Tăng Quyến cũng như trong giáo họ. Và giờ đây, trước linh cữu ông cố Gioan, ông có quy cố quy chức cùng toàn thể cộng đồng giáo dân trong giáo họ. Đến trước hết để chia buồn với Tăng Gia và Tăng Quyến. Và sau đó cũng có giờ kinh nguyện để cầu nguyện cho ông cố, nguyện xin Thiên Chúa sớm thứ tha hết nỗi lầm cho ông cố và sớm đưa ông cố về hưởng nhan Thánh Chúa. Và trong tinh thần dân thánh lễ cho ông cố, trong chi hội chức sắc cũng có một vương hoa nhỏ để góp phần ở quý cùng gia đình. Xin lễ cho ông cố xin vị đại diện nhận vương hoa này. Và trong giờ kinh của giáo họ đây cũng có nhóm bạn của anh Hân để cùng hiểu ý cùng với giáo họ để cầu nguyện cho ông cố Loan, và cũng có một hoa để kính viếng ông cố. Và để thêm lời cầu nguyện cho ông cố, cũng xin tất cả trong Tăng Gia cũng tăng như trong Tăng Quyến hợp ý cùng với họ để làm giờ kinh nghiệm này cho ông cố. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Ông cố xa của chúng ta là cuối cùng tại Tương Gia. Kính thưa bà cố quản, kính thưa tất cả mọi người trong Tam Quyến, đặc biệt là anh chị anh đoàn. Hôm nay các cố hương trong họ bà Thánh Anna Tống Thủy thuộc giáo xứ Kim Tường, cũng như ban tôn vương đền nước mẹ Hằng Thú Dúc cũng thuộc giáo xứ Kim Tường, chúng con được tin ông cố quản Gioan đã được Chúa gọi về một cách đột ngột. Sự ra đi của ông cố đã để lại cho gia đình một nỗi niềm đau thương. Bà cố đã mất đi một người bạn đường đáng yêu, các con đã mất đi một người cha thân yêu khả kính, các cháu đã mất đi một người ông thật thân thương. Đứng trước cảnh chia ly đó, trước hết toàn thể các cố trong họ cố hương bà Thánh Anna cũng như ban tôn vương của đền Đức Mẹ Hằng Thú Dúc, chúng tôi xin được đến để kính viếng và từ biệt ông cố Gioan lần cuối cùng khi còn quản tại gia. Và đồng thời chúng tôi cũng xin để dâng lên những lời kinh tiếng hát ngắn ngủi này để xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, mẹ Maria là đấng chở che, đặc biệt chúng ta đang sống trong những ngày tháng của Thánh Mân Côi, xin mẹ ấy nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho linh hồn của ông cố sớm về nơi siêu thăng cõi cõi phúc. Và giờ đây để cho lời cầu nguyện của tất cả chúng con được Thiên Chúa đáp nhận, chúng con cũng xin gửi nơi đây đến anh chị anh đoàn một bổng lễ nhỏ, xin anh chị dâng lên và cầu xin lễ cho ông cố được sớm về nơi vĩnh phúc. Xin kính mời anh chị ra để nhận bổng lễ. Xin kính mời. Hey, xin tất cả mọi người chúng ta cùng hiệp ý với trong họ cũng như trong ban để đọc kinh cho ông cố. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Kính thưa Tăng Quyến, được tin Chúa gọi linh hồn ông cố Gioan Baptista trở về với Chúa, trong tình hiện thân của những người thân thuộc và hơn nữa của những người anh chị em con một cha trên trời, ca đoàn xin được đến chia sẻ sự luyến tiếc với gia quyến, với sự vắng mặt của người thân đã ra đi, và cùng hiệp ý với gia đình xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông cố Gioan Baptista sớm đạt tới hạnh phúc vĩnh viễn nơi Chúa. Thank you.
để đôi tay đưa tin trao cuộc đời tiếng cười vui. Được gieo trong lòng đất, có chết đi mới trồng sinh nhiều bông hạt. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết. Từ hư vô ngoài vật được bàn tay yêu thương của Thiên Chúa tác thành, tồn tại một thời gian rồi hư đi, trở về nơi mình đã phát xuất. Đó là quy luật của đất trời. Đó là quy luật mà mọi vật phải tuân theo. Linh hồn do an hôm nay muốn tuân theo quy luật tự nhiên ấy. Đối với những người không có đức tin thì cái chết là đi vào cõi tiêu diệt muôn đời. Nhưng người Kitô hữu chúng ta nhờ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, chúng ta tin rằng sau khi vượt qua cái chết chính là lúc chúng ta bước vào ngưỡng cửa của cuộc sống đời đời. Trong niềm tin ấy, tất cả anh chị em tông đồ chúng con đại diện cho các em thiếu nhi trong giáo xứ cùng với các anh chị em trong cộng đoàn Legio giáo xứ Bạch Lâm, chúng con xin hiện diện nơi đây. Trước hết, chúng con xin phân ưu cùng gia đình Tam Quyến cách đặc biệt với anh chị Quảng Tiến là người đã cộng tác với chúng con trong việc giúp đỡ giáo dục các em thiếu nhi. Chúng con tin rằng tất cả những công lao khó nhọc mà ông cố Gioan cũng như anh chị Quảng đã hy sinh giúp đỡ cho chúng con cũng như các em thiếu nhi, Chúa sẽ trả công và ban phần thưởng trên nước trời. Là thân phận con người, không sao tránh được những lỗi lầm thiếu sót. Vậy chúng con xin gia đình hiệp ý với chúng con để dâng lên Thiên Chúa những lời kinh nguyện, để nếu ông cố Gioan còn vướng mắc điều gì cũng được Chúa sớm thứ tha và ban phần phúc nước trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng tôi được tin ông Gioan sinh lại trong Chúa. Chúng tôi thay mặt cho dòng tộc họ Phạm gốc Bùi Chu phát hiện về đây để chia sẻ phân yêu cùng Tam Quyến và cầu nguyện cho một ông Gioan là người thân yêu trong dòng tộc của chúng ta. Bây giờ đây, gia đình dòng tộc họ Phạm chúng ta cùng nhau hiểu ý, dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa là đứng đầu lòng thương xót. Ông Gioan đã qua bao năm tháng sống ở trần gian làm con cái Chúa, nhưng dù sao sức con người có hạn, cũng có nhiều lúc sơ suất. Bởi vậy Chúa là đứng nhận đầu lòng thương xót gọi ông về với Chúa, nhưng cũng chưa phải là đã trong sạch. Giờ đây mọi người trong dòng tộc chúng ta sẽ hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho ông, xin Chúa nhân từ thương xót và tha tội phạt cho ông sớm về hưởng nhan Chúa. Chúng ta cùng nguyện dâng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thank you.
Kính thưa thầy cô, kính thưa tăng gia, thưa anh chị Hiếu và anh nhóm Hải Đồng, được tin ông cố do anh được về hội nhạc Thánh Chúa, nhóm cũng tới để dâng lời kinh tiếng hát, cầu xin Thiên Chúa ban cho linh hồn Doan được hưởng nhiều vinh phúc trên đất trời. Cùng toàn thể tăng gia, ông cố Thảo Lô quý mến, lúc xin lỗi, ông cố Doan quý mến, lúc còn sinh thời, ông đã cùng với gia đình trong giáo xóm liên kết với chúng tôi trong công việc phụng sự Thiên Chúa, yêu mến tôn thờ Thánh Tân Ngài và kính mến Mẹ Maria. Hôm nay Chúa gọi ông trở về đời sau là một sự mất mát, không những cho gia đình mà là một sự mất mát đối với giáo xóm Mân Côn và giáo xóm Tôn Vương. Chúng tôi đến trước hết kính viếng ông lần cuối cùng với lời chào kính biệt, và khi ông về thiên đàng cũng nhớ cầu nguyện cho giáo xóm được bình an, mọi người liên kết trong công việc phụng sự Chúa và kính mến Đức Mẹ và quản thánh cùng toàn thể tăng gia. Trước sự đau buồn, thương tiếc và mất mát lớn lao này, chúng tôi trước hết chia sẻ sự đau buồn này với bà quản cùng toàn thể tăng gia. Thiên Chúa, xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ ban cho quý tăng gia được sự bình an của Chúa, và xin Chúa bù đắp sự đau buồn, thương tiếc và sự trống vắng của người thân bằng những ơn lành của Chúa trong những ngày, tháng và năm sắp tới. Hôm nay linh hồn Doan, linh hồn Doan đã được Chúa gọi về. Tất cả anh em chúng tôi đây trong tổ Tôn Vương xóm kinh tế cũng đến để đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Doan, và cũng được chia buồn với tất cả mọi người trong gia đình, và cũng được chia buồn với riêng ba người anh em ở trong tổ, là có anh chị Toan, anh chị Tiến và anh chị Hiếu và anh chị Hiền. Chúng tôi cũng có một tí lễ mọn để xin lễ toàn cô. Xin mọi người gia đình họ ý cầu nguyện cho linh hồn ra. Xin nhân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thờ lạy Cha chúng con ở trên.
thành từ trái tim mà con có phụ đế. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn, tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu.